chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của ngân hàng ô tô và nhân hiệu thanh xe tốt hôm nay nhân ngày cuối tuần thì thanh xin kính chúc quý anh chị và các bạn có một ngày nghỉ bên gia đình người thân hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười cộng với không quên theo dõi kênh của ngân hàng ô tô và thưởng thức xem những hình ảnh của những chiếc xe đang có và mới cập nhật về ngân hàng ô tô và anh chị em có thể lựa chọn được cho mình cho gia đình một chiếc xe hợp lý nhất là trong thời buổi kinh tế hiện nay đang rất thuận lợi với cái giá nó cực kỳ là hợp lý để cho quý vị anh chị sắm cho mình một chiếc xe hơi à, và sau đây thì thanh sẽ mời quý vị anh chị và các bạn cùng với thanh vào phía trong cửa hàng chiếc xe đầu tiên mà thanh muốn uh, giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn uh, những cái chiếc xe mà dành cho những người mà có thể nói rằng là ưa cái sự hoài niệm và quan trọng nữa là muốn bền kinh tế và giá thành hợp lý và đây có thể nói là một chiếc xe cũng tạo nên cái thương hiệu của Honda tại thị trường Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, Thanh muốn giới thiệu đó chính là chiếc xe Honda CRV 2010. Chiếc xe này là phiên bản 2.4. À, nói đến chiếc xe này thì Thanh chỉ nói qua cho quý vị anh chị và các bạn là xe rất đẹp, xe phải nói là máy cực là zin và đặc biệt là phần uh, nội thất cũng như là thân vỏ của chiếc xe này so với đời là cực kỳ cứng cáp xe 2010 nhưng mà anh chị có thể nhìn qua này. Nội thất cực kỳ đẹp luôn, ghế chỉnh điện này, cực kỳ đều luôn. Và chiếc xe này Thanh vừa qua đã đưa cả gia đình đi uh, du lịch ở Hạ Long. Và khi chạy ở trên đường thì mới thấy rằng là chiếc xe này nó lì như thế nào và chạy bốc như thế nào. Chiếc xe này vừa qua Thanh chạy trên đường Hà Nội uh, Hải Phòng thì uh, bình quân là chạy 120 km/h và có những lúc lên đến 140 km/h nhưng chạy cực kỳ là êm và lì, bám đường cực kỳ luôn. Và chạy thi với một chiếc NX 200 của Lexus thì ngang ngửa luôn anh chị ạ. Và đặc biệt chiếc xe này chủ nhân cực kỳ chăm xe, vừa thay một dàn lốp mới tinh và bảo dưỡng lên đến 38 triệu đồng. Vì vậy chiếc xe này về chỉ việc đi thôi. Xe này là biển Hà Nội, đang chào với cái giá là chưa đến 400 triệu anh chị nhé Ai thực sự là yêu những xe này thì sẽ đến ngân hàng ô tô để được Uh, tìm hiểu em nó. Một chiếc xe nữa mà Thanh muốn giới thiệu cũng là của nhà Honda, đó chính là chiếc xe City phiên bản top sản xuất 2017, màu trắng ngoại thất và nội thất là màu đen. Chiếc xe này đang được chào bán tại ngân hàng ô tô với giá hơn 400 triệu, có thương lượng một chút đó. Và chiếc xe này uh, anh chị em hãy đến với một phiên bản của chiếc Ford Everest Titanium phiên bản là một uh, hai cầu sản xuất 2019, biển Hà Nội. Và chiếc xe này chưa bao giờ giá hợp lý như bây giờ anh chị nhé Đây là phải nói là dòng sản phẩm SUV thực, thực thụ luôn Loanh quanh giá chưa đến 1 tỷ Còn lâu mới đến 1 tỷ anh chị ạ Đấy đã có chiếc xe này rồi Và để tìm hiểu như thế nào Thì anh chị hãy đến ngay ngân hàng ô tô để được dinh em nó về Và một chiếc xe nữa mà Thanh muốn giới thiệu đến quý vị anh chị Ngay trong video clip này đó chính là chiếc xe Camry Toyota Camry 2.5Q Phiên bản sản xuất 2020, một chủ từ đầu chạy zin hơn 3 vạn km một chút xíu. Ngoại thất màu đen và nội thất cũng là màu đen. Chiếc xe này được xuất hóa đơn công ty rất là cao, vì vậy anh chị em nào có nhu cầu mua cho công ty thì lấy chiếc xe này cực kỳ hợp lý. Chiếc xe này sơn zin gần như 100% và xe còn cực kỳ mới anh em nhé. Camry 2.5 Q và giá vô cùng hợp lý cũng chỉ hơn 900 triệu mà thôi. 965 triệu có thương lượng và nếu anh chị bây giờ mua một chiếc xe mới của 2023 thì nó rơi vào phải khoảng, khoảng tỷ rưỡi mới mua được chiếc xe như thế này mà tội gì đâu tiết kiệm được đến 6 hơn 600 triệu anh chị ạ à. một chiếc xe nữa mà Thanh muốn nói đến đó chính là chiếc xe Suzuki XL7 phiên bản 5 cộng 2 hoặc là 7 chỗ nhỏ gọn xinh xắn à, đi một mình cũng được đi cả gia đình cũng ok và chiếc xe này có thể nói là tiền ít thịt nhiều all in one tức là đi một người cũng được đi gia đình bảy chỗ toàn tải cũng được. Đó là chiếc xe XL7 phiên bản này sản xuất 2022 biển tỉnh màu trắng chạy hơn 2 vạn km. Chiếc xe này đang được chào bán ở tại ngân hà auto với giá là hơn 500 triệu, 555 triệu có thương lượng anh em nhé. Và chiếc xe này có thể nói rằng là à, rất kinh tế lại là xe nhập khẩu nên anh chị em có sự lựa chọn. Chiếc xe này đi à, gia đình cũng được mà chạy dịch vụ cũng ok anh em nhé và bên em hiện nay đang có hai chiếc như thế này thì chốc nữa thanh sẽ giới thiệu chiếc nữa chiếc xe nữa mà thanh muốn giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe toyota velos nhưng đây là phiên bản top, là phiên bản cao của velos sản xuất 2022 màu đen biển tỉnh chiếc xe này đang được chào bán với cái giá là hơn 600 triệu 675 triệu có thương lượng và đây cụ thể hơn thì anh em sẽ đến ngay ngân hàng ô tô để tìm hiểu em nó, xe 7 chỗ nha anh em nhé, Cực kỳ bền bỉ, kinh tế. Vâng, chiếc xe XL7 mà Thanh muốn nói đến trong video clip này đó chính là chiếc xe 2021 biển Hà Nội màu xám. Xe cũng chạy hơn 2 vạn km mà thôi. Chiếc xe này đang được chào bán với cái giá 545 triệu có thương lượng. Xe 7 chỗ đã lên ghế da cực kỳ đẹp, màu là màu xám lông chuột rất là yêu và chiếc xe này cũng giống như chiếc xe trước không có sự thay đổi gì về hình dáng option nó chỉ là khác năm sản xuất nhưng đây là biển hà nội anh em nhé và một chiếc xe hơn nữa là đó là đến từ thương hiệu của châu âu đó là chiếc xe peugeot gt 2008 biển hà nội một chủ từ đầu chiếc xe này chạy 18.000 km xịn 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 sò màu trắng rất là đáng yêu nói đến phiên bản này thì đây là một chiếc xe có thể nói được trang bị rất nhiều option và tính năng đi cực kỳ là thích đến gần là tự mở cửa và cầm chìa khóa đi ra khoảng hơn 2 mét là tự khóa cửa chống lệch làn rồi rất nhiều công nghệ ở trên phiên bản GT Line này đây là phiên bản cao cấp nhất của GT uh, Peugeot uh, 2008 chiếc xe này đang được chào bán với giá hơn 700 triệu bên em cắt lỗ chiếc xe này luôn anh chị em nào nếu có nhu cầu mua cho người thân người yêu bạn gái hãy qua ngay ngân hàng ô tô để bên em giảm giá tốt nhất vâng một chiếc xe cực kỳ đẹp thế hệ 6.5 sản xuất 2019 phiên bản premium là cao cấp màu đen đó chính là chiếc mazda cx5 đang đứng bên cạnh thanh đây chiếc xe này đã được chủ nhân lên màn hình android cam 360 cảm biến áp suất lốp cực đẹp chiếc xe này bán loanh quanh hơn 700 một chút có thương lượng anh chị nhé đừng ngại về giá chào của thanh ở ngày hôm nay cái quan trọng là anh chị có nhiệt tình đến mua xem hay không Vâng, một chiếc xe nữa với số tiền loanh quanh hơn 400 triệu Mà quý vị anh chị có thể dinh được em xe gầm cao Thương hiệu Nhật Bản chất lượng của châu Âu Đó chính là chiếc xe Vitara nhập khẩu nguyên chiếc Hungary Sản xuất 2015, đăng ký 2016 Chạy 6 vạn km Đây là chiếc xe crossover gầm cao Với giá tiền Trước đây khi ra đời là gần 1 tỷ Mà bây giờ chỉ còn hơn 400 triệu thôi Màu đen, nội thất cũng là đen Chạy xe này cực kỳ thích Nhiên liệu ăn cực ít, động cơ 1.6 Option rất nhiều, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, gương gập điện để nổ uh, Ga tự động Và đặc biệt có cả tính năng Limit, tức là hạn chế tốc độ Đi trên đường cao tốc không sợ công an bắn Đèn daylight ban ngày, projector uh, Gạt mưa Đèn tự động hết Chiếc xe này cực kỳ đẹp biển thành phố ra Hà Nội không mất tiền biển anh em nhé Vâng một chiếc xe nữa mà màu trắng mẹ mắng cũng mua đó được gọi là mệnh danh là ông Hoàng về option mà Thanh muốn giới thiệu đến quý vị anh chị đây đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo biển Hà Nội sản xuất 2019 chiếc xe này đang được chào bán tại ngân hàng với giá hơn 700 triệu có thương lượng anh em nhé xe cực kỳ đẹp luôn Nội thất là màu xám và chiếc xe này còn khá là cứng cáp Nếu anh em nào thích một chiếc gầm cao, option nhiều và bền bỉ Thì hãy đến ngay với Tucson 1.6 Turbo Và nếu anh chị nào mà muốn chiếc xe nó là giống Mini Cooper của Đức Nhưng giá lại bình dân và chất lượng của Nhật Bản Thì hãy đến ngay với mẫu xe Suzuki Swift 2018 phiên bản GLX nhập khẩu Thái Lan Màu trắng biển thành phố ra Hà Nội không mất tiền biển chiếc xe hiện nay chưa bao giờ giá hợp lý như bây giờ chỉ có giá 445 triệu có thương lượng động cơ 1.2 rất nhiều option và ghế đã được lên ghế da rồi xịn sò và em này mua cho bạn gái người yêu hoặc là chiếc xe thứ hai để chở con đi học đi chợ đi phố uh, luồn lách đỗ, cà phê thì hãy mua chiếc xe suzuki này và đến với cả những thế hệ đàn anh của chiếc xe vừa xong thì thanh muốn gửi đến cho quý vị anh chị và các bạn đó chính là mẫu xe Suzuki Swift do Việt Nam lắp ráp đứng cạnh thanh đây là một chiếc xe phiên bản 2015 bản này là bản đặc biệt logo vàng xe đã được lên rất nhiều đồ chơi cũng như là lên hệ thống đèn và lốp rất mới la răng đen chiếc xe này là sản xuất 2015 ghế ra rồi đang được chào bán với giá là 360 triệu có thương lượng nhé anh chị đừng ngại biển thành phố ra nội không mất tiền biển và chiếc xe này nữa cũng là giống như chiếc xe sau nhưng là phiên bản thường, không khác gì nhau, chỉ khác logo vàng thôi. Chiếc xe này sản xuất 2013, Việt Nam lắp ráp, động cơ 1.4 giống chiếc xe vừa xong. Điển tỉnh và màu đỏ đang được bên em chào bán với giá hơn 300 triệu, có thương lượng một chút. Hoàn toàn rất là đẹp và cam kết những chiếc xe bên em bán ra thị trường đến tay khách hàng là đều là xe nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước và máy số phải là zin. Đó, Vâng, một chiếc xe nữa mà khá là thành công trong suốt thời gian nó có mặt ở tại thị trường, trường Việt Nam và đã góp mà phần tạo nên tên tuổi của nhà Kia Trường Hải. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Sản xuất 2021 phiên bản GT Line màu trắng, biển Hà Nội. Chiếc xe này chạy 3 vạn km, đang được chào bán với cái giá hơn 400 triệu một chút xíu thôi. Có thương lượng và em này là phiên bản GT Line là mẫu xe khá là uh, full và đây là phiên bản form mới rồi anh chị nhé nếu mà nói đến số tiền đó để chạm với dòng xe khác thì không bàn tới nhưng nếu anh chị nào đã chót yêu thương Kia Morning rồi mà muốn mua cho vợ hay là cho con gái hay là người thân mình một chiếc xe nhỏ gọn thứ hai thì đây là một sự lựa chọn hoàn toàn là sáng suốt bởi em nó rất tiết kiệm nhiên liệu chạy rất bền bỉ và dễ mua dễ bán anh chị nhé một chiếc xe nữa mà Thanh muốn gửi đến quý vị anh chị và các bạn Nó còn nóng, sốt, hot, hòn hòn Sờ nóng bỏng tay cũng như là cái màu sắc của nó tạo nên một chiếc xe cực kỳ là ấn tượng Đó chính là chiếc Toyota Rise Chiếc xe này sản xuất 2022 biển tỉnh Chạy zin 3.500 km Quý vị có tin được không? 3.500 km anh chị nhớ biển tỉnh Đây là chiếc xe ba động cơ nhưng nó là động cơ turbo 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia nó không ảnh hưởng liên quan gì đến thị trường giảm thuế phí của Việt Nam hiện nay và em này thì trên thị trường cũng rất ít xe đã qua sử dụng bán và chiếc xe màu đỏ dành cho những quý anh quý chị quý cô cần cái sự nổi bật hoặc là cần một cái màu sắc nó nổi bật trước đám đông và những người mà thích cái sự vui nhộn thì đây chính là chiếc xe mà dành cho anh chị có thể lựa chọn em này đang được chào bán với giá là um, rất là hợp lý 545 triệu có thương lượng biển tỉnh nha anh chị nhá Toyota Rise đây là một dòng xe phân khúc SUV hạng A động cơ 1.0 98 mã lực chạy cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nhưng không yếu một tí nào bởi vì nó là động cơ turbo ghế thì là vừa là nỉ vừa là da ấm về mùa đông và mát về mùa hè la răng là dạng lốc xoáy 17 inch rất thể thao và dành cho chúng ta một chiếc xe vô cùng ấn tượng. Vâng, một lần nữa thì Thanh xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Ngân Hào Ô Tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều xe đang để ở bãi, kho, ví dụ CX-5, ví dụ như là Lăng Lăng Cruiser, rồi rất nhiều xe nữa mà quý vị anh chị có thể lựa chọn. Chỉ cần quý vị anh chị hãy côn ngay cho Thanh để được tư vấn trực tiếp. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi video báo giá ngày hôm nay của Ngân Hà ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Xin kính chúc quý vị anh chị và các bạn cùng gia đình có một ngày nghỉ cuối tuần thật là hạnh phúc. Không quên ủng hộ, follow kênh, chia sẻ và theo dõi của uh, kênh của Ngân Hà ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị. Xin cảm ơn.